Đừng đi mà, Kim bảo. Chẳng qua chỉ là một viên chức. Anh cần phải thế không? Chuyện này sao có thể? Người nên trúng thì không trúng, người không nên lại trúng. Cha, con đói quá. Chúng ta ăn trước đi. Chờ anh con và Kim Bảng về. Cha, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Chuyện gì là sao? Cha, con không hề thi cử đàng hoàng. Sao con lại đậu, còn Kim Bảng lại trượt được? Con hỏi ta? Ta biết gì đâu. Thi này gọi là nhân tài quản lý quốc gia. Mỗi người đều chắc có cách nhìn nhận của riêng mình. Anh nói Kim Bảng sao có thể trượt được? Anh ấy thật sự trượt rồi. Cha, như vậy là không đúng. Con hoàn toàn không trả lời tốt. Bài văn cũng không viết. Lẽ nào người kiểm tra thích người như con sao? Cũng có thể có một người thích. Lôi thôi trả ra sao? Kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc. Kim Bảng đi đâu rồi? Lúc đó mặt anh ta thay đổi, con cũng không biết anh ta đi đâu. Thằng bé này, thế gian đâu chỉ có con đường này. Ta đã nói với ngân hàng rồi, họ có thể tuyển dụng cậu ta. Thực ra, nhân viên ngân hàng còn kiếm được nhiều hơn viên chức nhỏ. Ăn cơm đi, không đợi cậu ấy nào. Ăn cái gì mà ăn, chỉ biết ăn. Kim Bảng không thể trượt được. Mỗi lần thi cử anh ấy đều đứng đầu toàn trường. Lần thi quan trọng này, anh ấy không thể trượt được. Ở đây chắc chắn có lý do, có gian lận. Cha, cha phải giúp con, phải điều tra cho rõ. Điều tra rõ ràng chuyện này. Con tưởng cha có thể một tay che trời sao? Không liên quan đến con, ăn cơm của con đi. Nếu có vấn đề gì, con phải khuyên bảo Kim Bảng cho tốt. Dù sao, thi đỗ cũng không đi. Con nói gì vậy? Con đã sớm nói ra thái độ của con rồi. Con không muốn làm viên chức nhỏ gì cả. Con muốn từ bỏ bút mực để ra trận, lên chiến trường. Ta nói cho con biết, đậu rồi thì đi làm cho đàng hoàng. Con không đi đâu. Hàng ngày đi làm rồi về, đi làm rồi về. Vừa nhìn đã nhìn thấy cuối đời rồi. Sống như vậy, con không đi. Con đến đây để ăn cơm hay để làm ta tức giận? Cha, khi cha đến trường con làm báo cáo, cha nói hay thế nào chứ? Cái gì mà quốc gia hưng vong, phu tử hữu trách? Cái gì mà thanh niên hưng, quốc gia hưng? Sao đến lượt mình lại không thấy nữa? Hôm nay cha có làm trời sập con cũng không đi. Con nói lại lần nữa. Cô sao vậy? Cô có phải biết xảy ra chuyện gì? Lão gia, tôi nghe nói điểm công bố rồi. Kim Bảng không đậu. Ta vừa nghe tin thôi. Đây là thật sao? Trời ơi, đúng là sợ cái gì thì tới cái đó. Ông nói xem, đứa bé này đi xem bảng điểm rồi bây giờ vẫn chưa về. Không phải có chuyện gì chứ? Con đi tìm anh ấy. Cơ thể vô dụng này, còn cần nó làm gì nữa? Sống dựa vào người khác bao nhiêu năm, trời đã đưa cơ hội đến trước mặt mà lại không nắm bắt được. Cao Kim Bảng, Cao Kim Bảng, ngươi không xứng sống trên thế gian này. Thấy Cao Kim Bảng chưa? Chưa thấy. Hay là cô đi qua bên đó xem thử đi. Cao thế này? Không, không có. Ngữ Huệ tiểu thư, cô sao vậy? Tôi đang tìm Kim Bảng, không thấy đâu. Kim Bảng thiếu gia,
chúng tôi vừa mới thấy cậu ấy. Anh ấy ở đâu? Đi về phía bờ sông. Chúng tôi gọi cậu ấy. Cậu ấy cũng không để ý. Kim Bảo, anh đang làm gì vậy? Đừng lại gần. Em đến làm gì? Bàn tay ấm áp biết bao. Anh thật sự hy vọng một ngày nào đó là anh kéo tay em, mang đến cho em sự ấm áp và yên tâm. Nhưng giờ đây, vẫn cần em nắm tay anh. Kim Bảo, hãy chấp nhận đi. Gì cơ? Thế gian này không phải chỉ có con đường vào chính phủ, thi công vụ. Trước đây khi anh thi, em đã dặn anh, nếu không đậu thì tìm một công việc để làm, từ từ phát triển. Chấp nhận đi. Không. Anh không chấp nhận. Ngữ Huệ, anh cảm thấy có điều gì đó nghi ngờ trong chuyện này. Nghi ngờ cái gì? Các anh thi kiểu này, có phải thi toán đâu. Dù học giỏi, giám khảo không thích, cũng có thể mà. Có thể anh gặp phải một giám khảo không đánh giá cao anh. Nhưng mà Phái Văn thì sao? Anh ấy rõ ràng nói với anh rằng không thi đàng hoàng. Nhiều câu hỏi không trả lời đã ra ngoài. Có giám khảo nào thích thí sinh như vậy? Mà lại sao lại là Phái Văn? Em không thấy chuyện này kỳ lạ sao? Có thể là trùng hợp. Kim Bảo, chúng ta chỉ cần lo việc của mình. Việc của người khác thì đừng lo. Chấp nhận kết quả này đi. Anh là sinh viên đại học, tìm việc vẫn dễ hơn người khác. Cứ tìm một công việc khác, tự dựa vào mình từ đầu. Không. Không làm rõ chuyện này anh không cam lòng. Ngữ Huệ, cha em ở viện khảo thí. Có bạn không? Có thể giúp anh cha. Vậy không thể đi. Hơn nữa, cha em đã rời khỏi Nam Kinh rất lâu rồi. Dù có quan hệ gì cũng đã sớm xa lạ. Vậy được rồi. Không ai giúp anh, anh tự tra. Nếu không làm rõ được, anh đi tố cáo có gian lận. Anh cần gì phải thế? Danh sách tuyển dụng đã công bố rồi. Dù anh tìm ra gì, cũng không còn tác dụng. Anh không còn cơ hội đâu. Cần gì phải kéo người khác xuống chứ? Ngữ Huệ, em có phải biết chuyện gì không? Em nói cho anh. Em không biết gì cả. Không. Em biết. Anh nhìn thấy từ trong mắt em. Cút. Đồ bất hiếu. Cút đi đừng về nữa. Cháu nói xem đây làm sao thế. Muốn thi thì thi không đậu. Thi đậu rồi lại không đi. Thật là sống trong phúc mà không biết hưởng. Xin chào. Xin hỏi là Phùng Ngoại trưởng sao? Là tôi, cô là Phùng Ngoại trưởng. Anh ấy là học sinh thi lần này. Chúng tôi tới là muốn hỏi. Có việc thì đi ra bên ngoài hỏi. Đi thôi Phùng Ngoại trưởng.
Ông có biết Lâm Sở Thương không? Là Lâm Sở Thương của Bắc Bình. Đúng vậy. Đây là con gái của ông ấy. Hóa ra là tiểu thư của Sở Công. Chuyện của cô tôi đã nghe. Vẫn chưa có cơ hội gặp. Nhanh lên, vào đi, vào ngồi đi. Cảm ơn Phùng Ngoại trưởng. Vị này là bạn trai của cô à? Không, chỉ là bạn thôi. Phùng Ngoại trưởng, tôi là Cao Kim Bảng, cũng tham gia kỳ thi tuyển dụng lần này. Nhưng không đậu. À, thì ra anh là Kim Bảng. Tôi đã xem bài thi của anh. Giám khảo chấm thi khen ngợi không ngớt. Đặc biệt mang đến cho tôi xem. Trả lời thật sự rất tốt. Vậy sao lại không đậu? Chú Phùng, thật ra thi có tốt cũng chưa chắc đã được tuyển. Cũng có thể xảy ra đúng không? Tôi thấy không được tuyển. Tôi cũng thấy kỳ lạ. Vừa đi hỏi qua. Thật sự là tức chết tôi. Sao cơ? Trần Mặc Nhân tìm Lương viện trưởng của viện khảo thí để trao đổi. Chú Phùng dùng con trai của ông ta thay cậu. Con trai của ông ta thi được có 32 điểm. Trần Mặc Nhân bình thường vẻ chính nhân quân tử, hóa ra lại như vậy. Kim Bảng, nghe em nói. Kim Bảng, Kim Bảng, anh nghe em nói. Chưa chắc là cố ý làm. Cũng có thể có ẩn tình gì. Đừng nói nữa. Kim Bảng, Kim Bảng, anh chờ đã. Nghe em nói đã. Kim Bảng, Kim Bảng, nghe em nói. Anh nghe em nói. Chuyện này là bá phụ làm sai. Ông ấy đã biết sai rồi. Chúng ta cùng về. Sau đó em nói với ông ấy. Dù sao anh Phái Văn cũng không muốn đi. Chúng ta cho ông ấy một cơ hội. Để ông ấy nhận sai. Cùng Lương viện trưởng đó đổi danh hạch lại là được. Em có ý gì? Một mình ông ta sỉ nhục anh còn chưa đủ, còn thêm cả em sao? Người đều có lúc phạm sai lầm. Bá phụ nhất thời hồ đồ. Kim Bảng, cho dù nói thế nào là ông ấy nuôi lớn anh, nuôi anh thành sinh viên đại học. Anh phải tha thứ cho ông ấy. Ông ta Chi Bằng đừng nuôi anh. Chi Bằng lúc anh 7 tuổi bóp chết anh đi. Nếu như ông ta là thế ngược lại càng nhân từ. Bây giờ anh sáng mắt rồi. Anh sẽ không tha thứ cho ông ta. Anh nói nghiêm trọng rồi đấy. Anh đừng nói như thế. Bá phụ đã làm sai. Anh không được làm sai nữa. Chúng ta về nhà, cùng về nhà. Đi, về nhà. Đó là nhà anh à? Nhà ông ta. Anh về làm gì? Anh về chấp nhận sự bố thí của ông ta, chịu sự sỉ nhục của ông ta, nhịn ông ta cướp đoạt sao? Không. Nơi đó anh không bao giờ về. Vậy anh định làm gì? Anh cũng không biết. Dù sao anh thà chết bên ngoài, cũng không về nhà đó. Ngữ Huệ, bây giờ em không tách ông ta ra được. Em về đi. Nhưng em nhớ lấy lời anh. Anh sẽ ở bên ngoài thành công. Anh khiến ông ta trả lại. Mạnh hơn ông ta. Anh phải trở thành người bên trên. Đến lúc đó anh còn quay lại. Anh sẽ còn quay lại đón em rời khỏi cái nhà đó. Nhưng anh bây giờ không có đồng nào, lại không thân thích. Anh có thể đi đâu? Thiên hạ rộng lớn như vậy, luôn có nơi cho Cao Kim Bảng dung thân. Nếu như không có, chết cũng chết bên ngoài. Nhân vật nhỏ như anh, như một con kiến, nếu như không thể vẻ vang, chết hay sống có gì khác biệt? Vậy thế này đi, anh đi tìm cha em. Em bảo cha em tìm cho anh một chức vị. Cái này với ông ấy mà nói chắc không khó. Mặc dù không phải là kế lâu dài, nhưng cũng coi như là có nơi tạm thời dung thân. Chỉ là anh từ đây tới Bắc Bình, anh đi thế nào? Giống như vậy ai tìm tôi? Mẹ nuôi, có chuyện gì sao? Mẹ nuôi,
Con có chuyện muốn nhờ mẹ. Vào phòng nói chuyện. Anh ở nơi này chờ em, lát nữa em quay lại. Lấy cho vị tiên sinh này cốc nước. Vâng. Sao con đưa cậu ta tới? Mẹ nuôi, mẹ có thể cho con mượn tiền không? Con cần tiền làm gì? Kim Bảng muốn rời khỏi nhà bá phụ. Con giới thiệu anh ấy đi Bắc Bình tìm cha con. Con muốn giúp anh ấy mượn lộ phí. Nhà có chuyện gì rồi? Mẹ đừng hỏi nữa. Được. Con không nói mẹ không cho mượn. Kim Bảng và anh Phái Văn cùng thi tuyển dụng của chính phủ. Anh Phái Văn thi có 32 điểm. Nhưng bá phụ dùng quan hệ, đổi điểm của họ lại. Kim Bảng bị trượt. Chuyện này làm hồ đồ thật. Chuyện này, bá phụ làm quá không đúng. Chuyện này anh ta biết không? Biết rồi. Bọn con vừa đi viện khảo thí, nghe ngóng ra được. Ngữ Huệ, không phải mẹ nuôi nói con, chuyện này con làm cũng không đúng. Trần Mặc Nhân có không tốt nữa với con, nhưng đối xử với con tốt thế nào? Trong lòng con chắc rõ. Sao con lại giúp một người ngoài làm lộ chuyện này? Con đương nhiên không muốn đi. Nhưng nếu con không đi, Kim Bảng mà đi tố cáo, con cảm thấy như vậy càng bất lợi với bá phụ hơn. Mặc Nhân coi như là kết cái thù này rồi. Nói như vậy, giữa con và cậu mẹ nuôi, bây giờ con ở dưới người. Tâm tư của bá phụ, con luôn rất rõ. Nếu như bá phụ không đồng ý, con sẽ không tùy tiện yêu bất cứ ai. Nhưng mẹ không thể không cho con đồng tình với anh ấy. Chuyện này, chịu bắt nạt, chịu ủy khuất là anh ấy. Mẹ nuôi, mẹ cho con mượn số tiền này đi. Đây là 20 đồng đại dương, em đưa nó cho cậu ta, không cần trả. Nhưng cậu ta phải đồng ý với mẹ một chuyện. Gì ạ? Lần này cậu ta đi, đi càng xa càng tốt, vĩnh viễn đừng về. Nhưng ông anh ấy còn ở đây, chờ cậu ta hơn người, đón ông cậu ta đi. Nếu con không muốn thấy bá phụ con cùng cậu ta tàn sát lẫn nhau, thì nghe ta. Vâng ạ. Vậy con đi khuyên anh ấy. Phái Văn. Phượng Nghi. Anh sao tới đây? Cha em còn ở nhà. Anh có lời muốn nói với em. Em phải nghe cẩn thận. Chuyện này là chuyện quan trọng nhất đời anh. Sao vậy? Anh không phải tham gia gì thi tuyển chính phủ sao? Anh căn bản không thi đỗ, con vẫn được tuyển. Nhưng anh không muốn đi. Anh không muốn lấy thân phận một viên chức nhỏ mà kéo dài hơi tàn. Anh muốn tham gia quân đội. Anh phải đi ra tiền tuyến, lấy dũng giết địch, bảo vệ quốc gia. Em đồng ý không? Anh điên à? Gì cơ? Anh có bệnh à? Sao lại xuất hiện ra anh? Hôm qua em còn nghe cha em nói, quân đội Trung Quốc chúng ta căn bản không phải là đối thủ của người Nhật Bản. Một khi lên chiến trường, người chết một đám lại một đám. Anh muốn đi chết à? Phượng Nghi, bây giờ sao em lại trở thành thế này? Em quên à? Không phải chúng ta luôn nói quốc gia mà vong, thất phu hữu trách. Nhưng em chỉ có mình anh. Qua chuyện lần trước, cuối cùng em cũng hiểu. Người như chúng ta căn bản chẳng có tác dụng gì. Nói đánh chết là bị đánh chết. Thay đổi được cái gì? Chẳng thay đổi được gì.
Phái Văn, em nói rõ với anh. Anh mà đi, anh cứ đi. Anh mà đi, hai chúng ta không còn gì. Em không muốn sống cuộc sống lo sợ từ sáng đến tối. Phượng Nghi, bây giờ người Nhật Bản sắp đánh tới cửa nhà rồi. Lẽ nào em muốn là nô lệ vong quốc à? Sao bây giờ em không yêu nước chút nào vậy? Anh yêu nước, anh yêu nước. Anh chỉ yêu nước là được rồi. Anh đừng yêu em. Anh chính vì yêu em, anh mới muốn lên tiền tuyến. Anh muốn em kiêu ngạo vì anh. Vì anh kiêu ngạo. Còn có ai không có tâm nhãn như anh không? Anh yêu em mà để em làm quả phụ à? Tối nào cũng khấn vái cho anh, cả ngày từ sáng tới tối chờ thông báo à? Anh yêu em, anh nên ở lại, ở cùng em qua ngày. Phượng Nghi, anh. Qua Trường Giang, tìm một trạm nhỏ. Có thể vé tàu hỏa mua được. Đồ xong chưa? Tiền đâu? Cũng mang rồi. Kim Bảng, có vài câu em muốn nhắc nhở anh. Anh cũng biết tình huống ở Bắc Bình. Đến bên đó, anh phải giữ lấy mình. Phải biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Anh còn có thể làm gì? Còn bán nước à? Anh làm gì có nước mà bán? Em chỉ nói muốn dặn anh. Anh biết. Kim Bảng, em còn một chuyện, không biết nên nói hay không. Em nói đi. Em luôn cùng mẹ cả không hợp. Anh tới bên đó, nhớ có chuyện gì, phải ở cùng bà ta, anh phải đề phòng. Bà ta không phải là người lương thiện. Anh biết. Anh sẽ chú ý. Được rồi. Anh đi đi. Ngữ Huệ, trước kia anh đồng ý với em, không mong em yêu. Nhưng bây giờ anh sợ sau này anh không có cơ hội. Ngữ Huệ, em nói cho anh, em yêu anh không? Em nguyện ý chờ anh không? Kim Bảng, anh đừng nói nữa. Anh đừng nói nữa. Em nói cho anh, em yêu anh không? Em nguyện ý chờ anh không? Em nhanh nói đi. Em bây giờ không có quyền đồng ý. Anh biết. Bây giờ em vẫn cần dựa vào ông ấy mà sống. Được. Anh không xin em đồng ý với anh. Anh chỉ muốn em biết trái tim của anh. Muốn em biết anh yêu em thế nào. Ngữ Huệ, em có thể chờ anh không? Vì em, anh sẽ cố gắng phấn đấu. Em nhịn đã, chờ anh về. Kim Bảng, anh đừng nói nữa. Anh đi đi, nhanh đi đi. Cao Bá, em sẽ thay anh chăm sóc, sẽ dưỡng lão cho ông ấy. Anh lần này đi, đừng quay về nữa. Hai chúng ta có duyên vô phận. Từ đây chia tay. Không. Anh nhất định sẽ quay lại. Anh sẽ quay lại cưới em. Anh sẽ đưa em rời khỏi nơi này, để em cùng anh sống tốt. Anh còn nhiều chuyện muốn làm. Anh không cần làm gì cả. Anh quên em đi. Đem chuyện trước kia quên đi. Quên không được.
cũng không thể quên. Anh không quên được em. Ngữ Huệ, anh sẽ về. Không lâu sau, anh sẽ về. Kim Bảo, Ngữ Huệ, chờ anh về. Cha, cha, Kim Bảo không thấy đâu. Tìm không thấy. Cha sao còn ngồi đó? Cha đi tìm đi. Phái người đi tìm đi. Đi rồi thì tốt. Đi rồi thì đừng về nữa. Là cha. Là cha đuổi anh ấy đi đúng không? Đều tại cha. Đều tại cha đối xử với anh ấy không tốt. Nếu cha đối xử với anh ấy tốt hơn, cha nếu như giúp anh ấy sẽ không tự hủy tiền đồ của mình. Đừng nói nữa. Con cứ nói, con cứ nói. Con nói cho cha, con yêu Cao Kim Bảo, con phải gả cho anh ấy. Nếu anh ấy không về, con sẽ... Đủ rồi. Một tiểu thư, sao không biết liêm sỉ như vậy? Cha đánh con. Được. Con nói cho cha. Con yêu Kim Bảo. Nếu như anh ấy không về, con đi làm Nico. Trời ơi! Sao vậy chứ? Ngữ Huệ, con đi đâu đấy? Tìm thấy Kim Bảng chưa? Anh ấy đi rồi. Đi đâu? Rời khỏi nhà này. Bá phụ là người tìm người, hoán đổi thành tích của anh ấy với anh Phái Văn, để anh Phái Văn thay anh ấy, đúng không? Con thật sự không hiểu. Anh Phái Văn có cả trăm cơ hội. Đây chỉ là một trong vô số cơ hội của anh ấy. Nhưng Kim Bảng chỉ có một cơ hội. Anh ấy liều mạng cố gắng, cuối cùng nắm được. Nhưng người vẫn đoạt khỏi tay anh ấy. Con thật sự không hiểu. Đây là vì sao?
Là vì anh Phái Văn là con trai ruột của người sao? Chính là vì cái đó. Nuôi từ nhỏ tới lớn, cùng con ruột của ta sống, nhưng nó lại hơn con trai ta. Chỗ nào cũng mạnh hơn con trai ta. Chỗ nào cũng mạnh hơn. Trong lòng ta không thăng bằng. Không thăng bằng này, từ ngày mà cậu ta đi học bắt đầu, ta đè nén quá nhiều năm. Nó trở thành tâm ma của ta. Nhiều năm như vậy, ta không khắc phục được. Nhất thời đã che mờ lương tâm ta. Ta có cố gắng thay đổi. Ta tìm cho cậu ta việc ở ngân hàng. Ngân hàng là công việc tốt mà hàng nghìn người mong cầu. Nhưng mà ta không ngờ hậu quả nghiêm trọng như vậy. Ta sai rồi. Con tìm cậu ta tới. Ta nhận tội với cậu ta. Cầu cậu ta khoan dung. Muộn rồi. Anh ấy đi rồi. Anh ấy sẽ không bao giờ về. Người đã không có cơ hội thay đổi rồi. Ngữ Huệ. Con yêu cậu ta. Đúng. Con thích cậu ta. Ngữ Huệ, con không thể. Con thật sự không thể. Con có thể ghét bá phụ, nhưng con không được yêu cậu ta. Con là tiểu thư, nhưng hắn ta chỉ có điểm này. Con và bá phụ vĩnh viễn không dung hòa được. Trong lòng con, người cho dù quý hay tùy tiện, trên linh hồn đều bình đẳng. Người yêu anh ấy, anh ấy có thể cảm nhận được. Người làm anh ấy bị thương, anh ấy cũng đau như người. Ngữ Huệ ở chốn phong trần 5 năm. Điểm này, Ngữ Huệ đã trải nghiệm sâu sắc. Ngữ Huệ tiểu thư, anh Kim Bảng anh ấy. Anh ấy rất tốt. Rời khỏi Nam Kinh rồi. Vậy trước khi đi, chị không đồng ý với anh ấy sao? Chúng ta không bàn cái này. Tiểu thư, chị nên đồng ý với anh ấy. Anh ấy luôn thích chị như vậy. Nếu chị đồng ý anh ấy, trong lòng anh ấy sẽ có thương nhớ. Anh ấy sẽ về. Anh ấy đi rồi tốt nhất đừng về. Như vậy mới tốt với mọi người. A Phương, qua ngày của mình cho tốt.
quên anh ta đi. Cao Bá, ông ở đây làm gì? Được rồi, nhanh về phòng đi. Từ từ thôi. Ngữ Huệ tiểu thư, Kim bảng nó. Cao Bá, chúng ta ngồi đã. Ngồi xuống, từ từ nói. Từ từ thôi. Cao Bá, Kim bảo anh ấy đi rồi. Anh ấy đi Bắc Bình. Ông yên tâm, anh ấy rất tốt. Cha tôi ở Bắc Bình sẽ chăm sóc Kim Bảng. Sau này tôi chăm sóc ông. Đi thì tốt. Đi rồi thì đừng về nữa. Nhưng cho dù thế nào, ông cũng không biết Kim Bảng nghĩ thế nào. Là lão gia nuôi nó thành người. Lão gia là ân nhân lớn. Người phải biết đủ. Biết cảm ơn. Sao em tới đây? Em tưởng anh sẽ đi tìm em. Anh không đi tìm em. Em tự tới. Ngồi đi. Chuyện em đã biết rồi. Anh đó đúng là thông minh cả đời, hồ đồ nhất thời. Chuyện này anh làm sai rồi. Ngữ Huệ nói cho em à? Đúng. Nó đi hỏi em mượn tiền, làm tiền đi đường cho Cao Kim Bảng. Đáng thương lòng cha mẹ thiên hạ. Có thể hiểu anh không? Chúng ta bao nhiêu năm rồi, em không hiểu anh thì ai hiểu anh? Nhưng chuyện này anh đúng thực làm hồ đồ quá. Anh nói xem, anh đã bái đến 9, chỉ thiếu một bái thôi. Anh thì tốt, bỏ ở đó luôn.
bao nhiêu ân oán. Lần đi này, coi như kết thúc. Nếu kết thúc thì tốt. Sợ là sợ. Cậu ta sẽ về.